Mở đầu là những ghi nhận tại quyền Xuyên Mộc. Thưa quý vị, Ban chấp hành Đảng bộ quyền Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đến dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong năm 2022, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật, tổng thu ngân sách vượt 30,3% dự toán năm. Doanh thu du lịch tăng 175,1% so với năm 2021. Huyện Xuyên Mộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 trước thời hạn. 4 trên 12 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Huyện đã xử lý dứt điểm 8 điểm đen về môi trường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hội nghị thống nhất thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, xem xét cho ý kiến điều chỉnh cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Việc giải thể văn phòng huyện, thành lập văn phòng huyện ủy, văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện. Phát biểu chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả huyện đạt được trong năm 2022. Bên cạnh đó, đề nghị huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hạn chế kéo giảm tai nạn giao thông.